Mark One số 1 về Mark. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các loại cáp chuyển đổi cơ bản đầy đủ nhất cho MacBook, đặc biệt là cho Mac 12 inch, Mac Pro 2016, 2017 và Mac Air 2018 nhé. Hẳn là các bạn sẽ vô cùng băn khoăn khi ngoài thị trường có rất nhiều các loại thương hiệu cũng như các loại cáp chuyển đổi khác nhau. Cho nên hôm nay mình sẽ cùng các bạn phân loại các loại cáp cũng như công dụng riêng và giá thành của nó. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Cùng đến với cáp chuyển đổi đầu tiên mà chúng ta có ở đây ngay bây giờ, đó chính là cáp Hyperdrive USB Type-C Hub with 4K HDMI. Cáp này có 4 cổng, 2 cổng USB, 1 cổng Type-C và 1 cổng HDMI. Cáp Hyper 4-in-1 này phù hợp cho những bạn nào chỉ có nhu cầu chuyển đổi đơn giản. Giá của cáp này là 1.400.000. Link của sản phẩm mình sẽ để ở bên dưới description cho các bạn nhé. Cùng đến với chiếc cáp chuyển đổi thứ hai, đó chính là cáp Hyperdrive Solo 7-in-1 USB-C Hub for MacBook. Nghe tên là đã thấy cáp này có nhiều cổng hơn loại 4K rồi đúng không nào? Cáp chuyển 1 cổng USB-C thành 7 cổng HDMI, USB-C, 2 cổng USB 3.1, micro SD, thẻ nhớ điện thoại, SD, thẻ nhớ máy ảnh và cuối cùng là jack tai nghe. Thậm chí nó còn cho phép kết nối với màn hình 4K HDMI. Sản phẩm này có giá 1.700.000. Cáp này thì khá phù hợp với những bạn có nhu cầu làm việc cao về đồ họa trên máy tính bởi nó có 2 cổng cắm thẻ nhớ SD và micro SD để bạn có thể chuyển những dữ liệu như ảnh hoặc là video từ máy ảnh sang máy tính một cách nhanh chóng. Và cuối cùng là siêu phẩm của Mark One, cổng chuyển Hyperdrive Slim 8-in-1. Cổng chuyển Hyperdrive Slim 8-in-1 này gồm có 2 cổng USB, 1 khe đọc thẻ nhớ SD, 1 khe đọc thẻ nhớ micro SD, 1 cổng mạng LAN và 1 cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K, cổng USB-C và cuối cùng là cổng mini DisplayPort. Cổng chuyển 8-in-1 này có lẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho người dùng. Giá của cổng chuyển này là 2.550.000 đồng được bán trên website của markone.vn. Vừa rồi là ba loại cổng chuyển đa năng và thông dụng nhất đối với người dùng. Và các bạn đặc biệt lưu ý rằng các loại cáp này thì chỉ sử dụng được cho Mac 12 inch, Mac Pro 2016, 2017 và Mac Air 2018 thôi nhé. Nếu các bạn muốn biết thêm về các cổng chuyển dành cho các đời máy khác thì hãy nhấn subscribe ở bên dưới để nhận những video tiếp theo nhé. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và comment bên dưới cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye!